Yên 13 tay 6, lò hẹp 3 lẻ 3, cắt cốt 1 nồi dành cho cúp 67 CD CNL. Yên này được làm theo cầu của một anh trai ở Đồng Nai. Có nghĩa là yên này là đi bài là 13 tay 6. Có nghĩa là sao? Khi mình gắn vô cái là nếu mà cái yên này với cái tay yên này luôn, khi gắn vô cái lồng dài 78 là lồng future 1 á, lồng dài á, thì bích tông nó sẽ lòi lên, gọi là mình sẽ đi 3 bạc, là theo kiểu là đi bài 13 tay 6 3 bạc mà không cắt đầu lòng, dẫn đi sinh cam nhông thị lớn, bánh cam lớn là sinh cam 90 mắt, đầu lòng không hạ, nhưng mà ở trong là bích tông đầu lòi sẽ lòi lên đi 3 bạc. Giá cho cây dên này á là 1.150.000 nha anh em. Nếu mà làm 13 tay 6 này cốt 2 nồi á thì chỉ là 1.000.000 thôi, nhưng tại này là gia công cắt cốt xuống 1 nồi nên nó sẽ mắc tiền hơn. Dên lò hẹp 303, không cần giới thiệu nhiều, anh em cũng biết chất lượng đồ của lò hẹp 303 rồi. Dên gia công nha anh em chứ không phải dên đúc. Anh em có nhu cầu đặt dên gì thì cứ báo mình sẽ báo giá tùy dên, mỗi giá.